Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin đụng đến công an thì dân luôn sai. Mấy hôm nay trên các trang mạng thông tin xã hội lan truyền một video clip cho thấy một người công an Việt Nam mặc sắc phục đôi co với người dân hôm mùng 1 Tết dẫn đến xung đột và kết quả là người dân bị công an bắt đi. Đến mùng 5 Tết, báo chí nhà nước loan tin người dân có tên là Liêu Phát Hùng bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ. Và người công an tên là Trần Văn Phồn, cán bộ công an phường Cầu Ông Lãnh, lúc đó đang đi tuần tra địa bàn. Đây là hình ảnh viên công an tên là Phồn đang uống bia tại quán, tuy nhiên sau khi xảy ra xô xát lại trở thành công an đang đi tuần. Trên trang mạng xã hội cũng đồng thời xuất hiện hình ảnh viên công an đang ngồi ăn uống, nhậu tại quán. Đài tiếng nói FA gọi điện thoại về công an phường Cầu Ông Lãnh thì được biết số máy này bị chặn theo yêu cầu của chủ máy. Nội dung được đưa ra như sau. Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh xin kính chào quý khách. Số điện thoại quý khách sử dụng hiện đang tạm khóa theo yêu cầu của chủ máy. Ngay khi video clip được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người dự đoán anh thanh niên sẽ bị bắt, thậm chí bị tù vì tội dám phản ứng lại công an. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ, một Facebook chia sẻ cảm nghĩ của mình với đài FA vào sáng ngày 7 tháng 2 như sau. Ngay từ mùng 1 Tết đã có nhiều người dự đoán là hai mẹ con trong clip sẽ bị khởi tố. Đúng y chang, 5 ngày sau họ bị khởi tố. Đảng duy trì một lực lượng công an bao che cho cấp dưới để công an lộng hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo quan điểm của tôi, khi theo dõi sự việc trên clip thì rõ ràng anh công an đó có những phát ngôn và hành động không đúng chuẩn mực. Nhưng công an quận 1 lại bao che gây bức xúc trong nhân dân. Chưa nói đến chuyện anh công an đó đúng hay sai, nhưng rõ ràng là công an quận 1 dựng lên câu chuyện anh này đi tuần tra, mà rõ ràng anh công an tên là Phồn này uống bia tại quán trước đó. Đó là sự bất bình đẳng tồn tại trên đất nước Việt Nam này. Họ luôn tô vẽ hình ảnh công an trong sạch, vững mạnh, cho dù sai cũng không chấp nhận thua. Họ quyết ăn thua đủ với nhân dân, đấy là mị dân. Anh Hoàng, một người dân ở Hà Nội thì nhận định như sau. Tôi thấy từ trước đến nay, tất cả những vụ có dính dáng đến công an là bị họ bao biện hết. Công an có sai lè ra, họ vẫn bênh vực lẫn nhau, không bao giờ nhận sai. Nếu thấy lố quá thì họ lái qua một hướng khác, chứ không bao giờ nhận lỗi cả. Đặc biệt như thế, tôi thấy nó bất công. Chuyện công an bị tố đánh dân tới chết rồi vu cho tự tử hay vì lý do sức khỏe từng xảy ra rất nhiều lần tại Việt Nam. Đây là hình ảnh xô xát giữa Liêu Phát Hùng và công an tên là Phồn xảy ra tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, cuối năm 2021, một người đàn ông lớn tuổi ở ấp Mỹ An, xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tử vong sau khi đưa về đồn công an. Phía chính quyền cho biết người này chết do bị đột quỵ, nhưng gia đình khẳng định là do bị đánh. Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, một người dân ở thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Hạ Đoài, tỉnh Lâm Đồng đã bị công an đánh đến chết. Theo cáo buộc của người thân và những người dân chứng kiến sự việc này cho biết. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước chỉ cho biết người này chết sau khi được mời lên làm việc tại đồn công an xã. Còn chuyện công an đánh dân rồi ngụy biện là gạt tay trúng má đã từng xảy ra từ năm 2016. Gần đây, hơn là cuối tháng 11 năm 2021, một người mẹ đăng tải trên trang mạng xã hội đoạn video. Trong đó, bà tố cáo công an phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đánh đập con gái bà dã man sau khi trình báo tội phạm. Hầu hết các trường hợp lỗi đều thuộc về người dân. Đó cũng là nhận định của anh Thiện, một người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh sau khi xem clip liên quan vụ anh Liêu Phát Hùng, nói rằng: "Tôi thấy trong clip người công an đó đã say và mất kiểm soát rồi. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là người công an mặc sắc phục mà nhậu say sưa như thế là sai theo điều lệ của công an." Đây là hình ảnh xem đoạn video clip thấy viên công an say rượu nên dù tấn công người thanh niên nhưng vẫn bị anh thanh niên quật ngã dễ dàng. Sau đó lại gây chuyện với người dân, áp đảo người dân kiểu như: "Tao là công an, mày làm gì được tao?" Thì anh công an sát tới đẩy anh kia thì anh kia phòng vệ. Qua việc đó tôi thấy nếu ở một đất nước pháp trị thì người sai đầu tiên là anh công an. Còn đây họ bao che và xảo biện là anh công an đang đi làm nhiệm vụ.
công an vi phạm hay thậm chí đánh người thì vẫn được bao che kiểu như gạt tay trúng má, giơ chân hơi cao, không biết bao nhiêu vụ rồi. Không vụ nào giống vụ nào, nhưng có một điểm chung là người dân luôn chịu thiệt thòi về mặt công lý. Công an là lá chắn và thanh kiếm để bảo vệ chế độ, nên ngành công an luôn được ưu tiên về mọi mặt, cứ động tới công an là dân luôn sai. Người dân sống thượng tôn pháp luật, ai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng người sai lại được bao che, người dân không sai lại bị xử ép. Người ta nói công lý ở Việt Nam là diễn viên hài là như vậy. Công an Việt Nam được coi là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước, là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn luôn ý thức còn Đảng, còn mình. Khẩu hiệu còn Đảng, còn mình là một nguyên tắc lớn trong đạo lý cách mạng của ngành công an Việt Nam. Đây là những tuyên truyền của Đảng Cộng sản hàng ngày đưa ra. Đây là hình ảnh khẩu hiệu công an chỉ biết còn Đảng, còn mình được treo giữa thủ đô Hà Nội. Trong bất cứ cuộc chiến nào có mặt lực lượng công an, kể cả cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đòi hỏi toàn bộ các ngành, các cấp tham gia, thì ngành công an vẫn nhận được nhiều bằng khen nhất, cũng như kinh phí được ưu tiên hàng đầu. Hôm 11 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký thay Thủ tướng một loạt quyết định tặng bằng khen cho những tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, có đến 31 trên tổng số 34 tổ chức được khen thưởng thuộc ngành công an. 23 trên 33 cá nhân được khen thưởng cũng lại là công an. Cơ quan điều tra quân sự quân khu 5 đã khởi tố tạm giam 3 quân nhân để điều tra về vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai. Và trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cũng có thông báo báo chí thông tin về chiến sĩ Nguyễn Văn Thiên tại tiểu đoàn BB50, trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong sau khi tắm và tự té ngã vào ngày 29 tháng 11 năm 2021. Lại một trường hợp dân bị tử vong. Theo một cán bộ công tác tại cơ quan điều tra hình sự khu vực 5, quân khu 5, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan điều tra đã phát hiện ra những dấu hiệu nghi ngờ không phải do tự té ngã gây chấn thương. Qua giám định pháp y và quá trình điều tra thì xác định có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó, thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai thông tin rằng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định hình ảnh vết thương bầm và vết mổ trên thi thể quân nhân Nguyễn Văn Thiên là do tự ngã và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát đánh nhau. Đây là hình ảnh quân nhân Nguyễn Văn Thiên đang khỏe mạnh, tự nhiên tự ngã dẫn đến tử vong. Binh nhất Nguyễn Văn Thiên nhập ngũ vào ngày 10 tháng 2 năm 2020, dự kiến còn khoảng một tháng nữa thì ra quân. Tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tiểu đoàn BB50, trung đoàn BB991, tỉnh Gia Lai. Trả lời phỏng vấn đài BBC tiếng Việt vào ngày 2 tháng 12, chị Trần Thị Tuyền, chị họ của Nguyễn Văn Thiên nói như sau. Chuyện này hoàn toàn bất ngờ. Em Thiên còn gọi điện thoại nói chuyện với người yêu, trước đó gọi cho mẹ bình thường. Vài ngày nữa con nghỉ phép rồi về, rồi lên lại làm thủ tục ra quân, nhưng chưa kịp làm thì xảy ra chuyện rồi. Tối hôm đó em đi nhậu, bị đánh nhưng tại gia đình không có thân nhân chứng, bằng chứng nên không làm gì được hết. Truyền thông trong nước vào ngày 1 tháng 12 trích dẫn lời đại tá Lê Tuấn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết như sau. Trên mạng lan truyền rất nhanh với nội dung sai lệch méo mó. Thực tế quân nhân trung đoàn BB991 không có ai đưa hình ảnh anh Nguyễn Văn Thiên lên mạng, trong khi vụ việc đã rất rõ ràng, không có gì phải che giấu, khuất tất. Qua kết quả xác nghiệm tử thi, tôi khẳng định vết bầm là do té ngã. Vết mổ là do khám nghiệm tử thi, không phải do bị đánh. Giữa đồng chí Thiên và đồng đội không có mâu thuẫn với nhau. Các nội dung trong thông cáo báo chí là đúng sự thật, ông Hiền nói thêm. Và cứ như thế, những cái chết bí ẩn của người dân Việt Nam luôn bị nhà cầm quyền che lấp. Kính mời các bạn xem bản tin tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt khó giành vé vào World Cup. Trận đấu tranh vé dự World Cup nữ 2023 giữa Việt Nam và Đài Loan đã diễn ra nghẹt thở, hấp dẫn và khép lại với cảm xúc vỡ òa dành cho các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam với tấm vé lịch sử tới World Cup 2023. Tác giả Phan Ngọc có bài bình luận về chiến thắng lịch sử này đã được đăng tải với nội dung như sau.
Việt Nam chỉ còn đường tấn công và chiến thắng mới có cơ hội giành vé trực tiếp đi World Cup. Hiện nay, khí thế của đội tuyển rất tốt. Các cầu thủ đều chuẩn bị tốt cả về thể trạng lẫn phong độ. Tôi và các học trò đều tự tin vào một chiến thắng. Đó là phát biểu của huấn luyện viên Mai Đức Chung trong buổi họp báo trước trận đấu với Đài Loan. Đây là hình ảnh Bích Thùy nâng tỷ số chỉ vài phút sau bàn gỡ hòa của Đài Loan. 90 phút quyết định kịch tính tuyển nữ Việt Nam đã làm đúng như những gì huấn luyện viên Mai Đức Chung nói. Đó là mở ra một thế trận tấn không phủ đầu, đầy khí thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và buộc Đài Loan vào thế chống đỡ vất vả trong khoảng nửa đầu hiệp 1 và gặt hái được thành quả với bàn mở tỷ số ngay vào phút thứ 7 của trung vệ Trương Thị Kiều. Bàn thắng ấy đến từ đúng miếng đánh cố định có thể xem là đặc sản của tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu năm nay. Việt Nam được hưởng phạt góc bên cánh trái và Tuyết Dung như thường lệ tung quả tạt sắt như dao cạo cho Trương Thị Kiều đánh đầu ghi bàn. Dù có phần chững lại sau khoảng 20 phút đầu duy trì sức ép lớn về phía Đài Loan, song về cơ bản các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn là những người nắm quyền kiểm soát trận đấu nhờ tính liên kết trong lối chơi tốt hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, Đài Loan cho thấy lý do tại sao họ được xem là một thế lực mới nổi của bóng đá nữ châu Á thời gian gần đây và giành lợi thế hơn trong cuộc đua giành vé lên World Cup so với Việt Nam trước trận. Trong thế trận thua thiệt rõ về tính liên kết tập thể, Đài Loan đã tận dụng tốt điểm mạnh của mình về mặt thể chất và khả năng xử lý cá nhân. Bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 đầu hiệp 2 là điển hình cho điều đó và chỉ hai cầu thủ tham gia tình huống tấn công nhưng mang lại hiệu quả tối đa. Kai Chiyu đi bóng sộc thẳng vào trung lộ Việt Nam và chọc khe cho Yu San Chu sút dứt điểm góc hạ gục Trần Thị Kim Thành. Đây là hình ảnh trung vệ Trương Thị Kiều, người đánh đầu ghi bàn thắng ngay ở phút thứ 7 của trận đấu. Áp lực lúc này càng lớn hơn với thầy trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung khi đối thủ đang lên tinh thần, còn Việt Nam chỉ còn 40 phút. Trước cùng nỗi lo thể lực khi ra trận đấu càng trôi về cuối. Thế nhưng, Tuyết Dung cùng đồng đội đã sớm đập tan nỗi lo ấy với tiếp tục một tình huống phối hợp tấn công chuẩn mực kết thúc bằng pha xử lý dứt điểm đẹp mắt của Nguyễn Thị Bích Thủy. Lợi thế ấy lại được thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung kéo về phía mình và họ đủ tỉnh táo để biết rằng lúc này sẽ không còn được cho phép một sai lầm nào nữa lặp lại. Việt Nam sau bản vươn lên dẫn 2-1 đã thi đấu tập trung và chắc chắn. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng rất hợp lý khiến Đài Loan hoàn toàn bế tắc trong việc gỡ hòa. Tiếng còi mãn cuộc vang lên và cầu thủ Việt Nam lập tức ôm chầm lấy nhau cũng như nhanh chóng cùng ban huấn luyện viên vây lại thành một vòng tròn để ăn mừng chiến thắng lịch sử trước những ngày đầu của năm mới. Mùng 1 Tết, tiểu tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước Trung Quốc, tưởng như đã là món quà tuyệt vời nhất dành cho người hâm mộ vào dịp đầu năm. Nhưng không, các tuyển nữ còn làm được nhiều điều hơn nữa với tấm vé đến World Cup 2023 nữ sau một hành trình đầy cảm xúc và phải đối mặt với nhiều thử thách khó nhọc. Đây là hình ảnh tuyển nữ Việt Nam vui mừng sau chiến thắng lịch sử trước tuyển Đài Loan để tiến thẳng vào World Cup 2023. Những năm qua, khi mổ xẻ những thành công của đội tuyển nữ, hai dấu ấn thường được nhắc đến là lối chơi phòng ngự tấn công hiệu quả và tinh thần thi đấu quả cảm. Nhưng đến thời kỳ Asia World Cup nữ năm nay và đặc biệt là vòng play-off với Thái Lan và Đài Loan, nơi Việt Nam luôn bị đặt vào thế buộc phải thắng trong mỗi trận đấu, tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy những bước tiến mới về mặt chuyên môn. Trước Thái Lan và Đài Loan, Việt Nam luôn là những người áp đặt và kiểm soát thế trận. Những tình huống phối hợp của các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung diễn ra mạch lạc, lớp lang, bài bản và duy trì được tính liên tục. Các miếng đánh của Việt Nam tại giải này cũng vô cùng đa dạng, đặc biệt điểm nhấn nằm ở khả năng tận dụng các tình huống cố định. Trong hai trận đấu tranh vé đến World Cup với Thái Lan và Đài Loan, Việt Nam đã liên tiếp ghi được những bàn thắng quan trọng từ tình huống cố định. Cụ thể là các pha phạt góc với kịch bản luôn là Tuyết Dung tạt bóng vào rìa khu vực 5m50 cho đồng đội đánh đầu ghi bàn. Điểm rơi phong độ cũng là một yếu tố đáng lưu ý trong thành công vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam. Cùng với những khó khăn về lực lượng do Covid-19
trước giải, Việt Nam đã khởi đấu tương đối chật vật và phải trải qua cuộc bám đuổi tỷ số hút chết với Myanmar mới có thể ghi tên mình vào tứ kết. Đó là yếu tố tiên quyết nếu muốn tranh vé đi World Cup. Thế nhưng, kể từ trận tứ kết với Trung Quốc, Việt Nam càng đá càng hay và gắn kết, nhất là trong các cuộc đối đầu quyết định với Đài Loan và Thái Lan. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đều thi đấu trên cơ và áp đảo đối thủ về mặt thế trận. Tấm vé lịch sử đi World Cup nữ 2023, bởi lẽ đó xét ở tất cả các khía cạnh, đều là thành quả xứng đáng cho tuyển nữ của Việt Nam. Đây là hình ảnh huấn luyện viên Mai Đức Chung đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận cho rằng bóng đá nữ ít nhận được sự quan tâm đúng mực dù đã có nhiều thành tích đáng nể, đặc biệt hơn cả bóng đá nam. Facebook Nguyễn Danh thì cho rằng bóng đá nữ đầu tư ít nhưng lại có hiệu quả tốt hơn bóng đá nam. Thế nhưng có những giai đoạn còn bị lãng quên. Còn Facebook Hoàng Trọng thì viết như sau: cần có một cái nhìn tích cực về bóng đá nữ, bởi quá nhiều thiệt thòi cho họ không được đãi ngộ như đồng nghiệp nam. Chỉ đến thời điểm này thì chính họ đã làm được điều mà bóng đá nam chỉ mơ mà thôi. Đó là đem niềm vui đến cho người hâm mộ. Qua đó làm mở may mở mặt bộ máy của chính quyền. Một lần nữa xin cảm ơn các cô đã đem lại niềm vui cho chúng tôi ở một khía cạnh nào đó khi mọi thứ dần dần như là xa xỉ ở nơi này. Còn Facebook Thức Võ thì bình luận: ngày xưa các bà Trưng bà Triệu đã chứng tỏ sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam có thể thống lãnh ba quân tử chiến vì đại nghĩa, thì nay đội bóng Việt Nam đã khôi phục hình tượng sức mạnh phụ nữ Việt Nam. Không như thế hệ con gái bây giờ, ngay trên chính đất Việt, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, thậm chí lên TikTok để biết khoe thân. Tính đến 16 giờ ngày 7 tháng 2, số tiền thưởng mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được là 16,3 tỷ đồng, theo báo Thanh Niên chia sẻ. Theo thông tin từ VFF, chuyên cơ quan của Bamboo Airways cũng đón đội tuyển nữ Việt Nam từ Ấn Độ trở về. Đây là hình ảnh đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30 vào hồi tháng 12 năm 2019. Tuyển nữ Việt Nam bước vào Asia Cup 2022 với thiếu hụt lực lượng, số ca mắc COVID-19 tăng cao đã có lúc khiến thầy trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung ở ngưỡng cửa chia tay giải đấu bởi không có đủ cầu thủ để đăng ký. Huỳnh Như cùng đồng đội đã phải ăn Tết ở nơi xa, chơi bóng dưới cái nắng đầu giờ chiều trong nhiều trận và vật lộn với bài toán thể lực do trước đó có 18 cầu thủ bị COVID-19. Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận gặp Hàn Quốc mới chỉ có một buổi tập làm quen sân duy nhất, phải gặp 3 trong 4 đội tuyển được mệnh danh là chị đại châu Á trong 10 ngày là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Tuy nhiên, khó khăn cũng như ngọn lửa hun đút cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ý chí quật cường. Tuyển nữ Việt Nam có 2 trận đấu đáng khen trước Hàn Quốc, Nhật Bản, sút tung lưới Trung Quốc ở tứ kết để rồi vượt qua 2 đối thủ đồng cân đồng hạng là Thái Lan và Đài Loan để giành vé tới World Cup. 8 năm trước, nước mắt đã rơi trên gương mặt của nhiều tuyển thủ Việt Nam khi thua Thái Lan 1-2 ở trận đấu tranh vé dự World Cup 2015. Nhưng ở cơ hội thứ hai này, tuyển Việt Nam đã không bỏ lỡ. Với những nỗ lực bền bỉ cùng cuộc cách mạng của lực lượng huấn luyện viên Mai Đức Chung tiến hành ngay sau tấm huy chương vàng SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam xứng đáng hưởng niềm vui. World Cup cũng từng là giấc mơ xa vời của bóng đá nữ, nay đã là hiện thực ngọt ngào đội tuyển nữ Việt Nam trong những ngày đầu của năm mới.